Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2018 phiên bản 1.6 AT số tự động. Màu này của em là màu xanh Kawasaki, biển số Hà Nội, biển khá là ok, 30F06678 ạ. Vì là trong nhà anh em đang dồn xe ra nên em phải đỗ nó hơi nghiêng một chút. Tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chất lượng thì vẫn được đảm bảo cho quý anh chị nếu mua xe của bên em nhé. Màu xanh Kawasaki, màu này cũng khá là hiếm, không có nhiều trên thị trường đâu. Biển số Hà Nội, nội thất thì đẹp. Xe thì đã được bên em cho spa rồi. Nếu như anh chị chốt lấy thì có thể qua trực tiếp bên em để xem xe. Kia Cerato sản xuất năm 2018 phiên bản 1.6 mọi người nhá. Sơn zin của nó còn nhiều, ổn. Trong cái tầm tiền này thì Cerato này là một sự lựa chọn khá là hợp lý cho quý anh chị nếu định đầu tư một chiếc xe tầm tiền trên dưới 500 triệu đời cao, chiếc sedan hạng C đó. Hơi mưa một chút. Ở đây thì số km hiện tại đang là 46.000 km ạ. 46.000 km. Chiếc xe được lắp thêm cả miếng áp suất lốp và một số cái pho tượng hài ở đây. Cái này nếu như quý anh chị không thích thì mình có thể bóc đi, không vấn đề gì. Màn hình ở đây thì được lắp thêm màn hình Android thông minh mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ. Đó. Ghế đấy ạ. Ghế đẹp. Trong cái tầm tiền này thì thật sự là Cerato này cũng là một sự lựa chọn đáng để quý anh chị có thể tham khảo. Trong cái phân khúc này thì anh chị có thể, tầm tiền này anh chị có thể mua được cả City, City 29. Tuy nhiên nó chỉ là ở cái sedan hạng B thôi. Đó. Ghế đấy ạ. Cái này sedan hạng C nhá mọi người nhá. Bản này là bản sản xuất năm 2018 nên được trang bị thêm sạc không dây QI, chuẩn QI. Rồi thì có la răng xoắn và rất là nhiều option khác. Ghế thì ghế da. Ở đây thì được lắp thêm thảm trải sàn 3D rối rất là đẹp. Có thêm chế độ lái này, có gãy số vô lăng này, có đầy đủ. Đó, hợp lý trong tầm tiền này. Xin lỗi quý anh chị vì nó hơi mưa. Tuy nhiên là chiếc xe này thì cũng còn đẹp. Nói chung là mọi người có thể vào kênh YouTube này để kéo xuống khoảng mấy ngày trước thì em có lên cái video này. Nếu muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe thì có thể xem lại ạ. Đây thì có cửa sổ trời. Đó. Bên em hỗ trợ anh chị vay 70%, giao xe toàn quốc ạ. Đây, camera lùi. Đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Còn mới và đẹp. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 530 triệu. 530 triệu quý vị và anh chị nhé. Nếu như anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sống Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế để cho quý anh chị cùng ngắm về chiếc xe này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.